Bến cảng Nam Brooklyn thuộc cụm cảng New York. Sau gần 20 năm bị bỏ hoang, hôm nay thành phố quyết định nối lại hoạt động của bến cảng này với kỳ vọng tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện chuỗi cung ứng hàng hóa trong khu vực. Kỳ vọng thì lớn, nhưng không ít người hoài nghi vì bến cảng này hoạt động trở lại đúng vào thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lên cao. Ô tô là một trong 10 mặt hàng có khối lượng trung chuyển lớn nhất qua cảng New York. Đây cũng là một trong hơn 100 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ bị Trung Quốc đe dọa sẽ áp thuế 25% nhằm đáp trả chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của cảng New York, với tổng lượng hàng hóa xuất đi và nhập vào từ nước này chiếm tới gần 30% tổng lượng hàng hóa bốc rỡ tại cảng. Ngoài ô tô thì nhôm thép và máy móc thiết bị cũng nằm trong top đầu danh mục hàng hóa giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc được trung chuyển qua cảng này. Đây đều là những mặt hàng nằm trong danh sách trừng phạt thuế của hai nước. Tuy nhiên, lãnh đạo cảng New York tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ không dồn nhau vào đường cùng. Tôi cho rằng Mỹ, Trung Quốc và các nước khác sẽ luôn tìm được cách để tiếp tục làm ăn buôn bán với nhau, bất kể không khí chính trị có như thế nào. Tất cả chúng tôi đều cần nhau. Chúng tôi giao thương với nhau. Chúng tôi là các đối tác thương mại và là các đối tác toàn cầu của nhau. Vì thế, tôi không lo ngại. Sau hai vòng đàm phán, Mỹ và Trung Quốc đã quyết định dừng kế hoạch tăng thuế lên hàng hóa của nhau. Tuy nhiên, đây được cho chỉ là sự hòa hoãn tạm thời. Nếu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng trở lại, thì không chỉ New York mà nhiều bến cảng miền Tây nước Mỹ cũng sẽ gặp khó. Los Angeles, California và Long Beach sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì phần lớn nông sản của Mỹ xuất sang Trung Quốc đều đi qua các cảng này. Ước tính hàng tỷ đô la doanh thu và hàng chục nghìn việc làm tại các cảng biển có thể sẽ bị thổi bay cùng với những sóng gió trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung.